chào mừng mọi người đã đến với vlog của mình. Thì đây là vlog đầu tiên mà mình làm. Mình tên là Ngọc. Mình hiện tại đang sống ở Mỹ. Mình qua Mỹ vào tháng 12 năm 2019. Đúng tháng 12 năm 2020 thì vừa tròn một năm mình đặt chân đến Mỹ. Mình muốn làm vlog để chia sẻ với mọi người về cuộc sống của mình, về những điều mình làm hàng ngày. Ok, không làm tốn thời gian của mọi người nữa. Mình vào vlog thôi, let's go. Hi mọi người. Bây giờ thì mình bắt đầu đi Costco. Nhưng mà trước khi đi Costco thì mình phải chở em mình đi làm trước cái đã. Ok, hẹn gặp mọi người lát nữa nha. Hey, cuối cùng cũng tới nha mọi người, nhưng mà là tới chỗ làm của em mình. Đây là chỗ làm của em mình, ta-da! Ok, giờ thì mình lên đường đi Costco thôi. Nói về chỗ làm của em mình đó mọi người, thì em mình làm ở tiệm phở. Nó làm ở đây cũng được gần 7 tháng rồi đó mọi người. Một ngày em mình làm 3 tiếng và em mình làm 6 ngày trong một tuần. Thì đây là quang cảnh, không phải quang cảnh mà là quang cảnh xung quanh bang của mình đó mọi người. Bang của mình được bủa vây bởi núi nha mọi người. Núi xung quanh là núi, tất cả là núi nha. Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, hay là mấy cái chỗ mà để tham quan á, cũng là hang động rồi núi rồi đá nha mọi người, chứ không có gì khác hơn nha mọi người. Yeah. Yeah, cuối cùng thì tới Costco rồi. Nhưng mà trước khi mình vào Costco thì mình đi đổ xăng cái đã. Ồ, đây là cổng chính rồi mọi người. Ai thích vô thì vô, mà ai không thích vô thì mình vành ra mình lấy xe mình đi về lại nha. Ok, thì mình đã vào bên trong rồi nè mọi người. Hôm nay Costco có rất là nhiều giảm giá luôn á mọi người. Nhưng tiện đây thì mình cũng đã mua được một lọ kem đánh răng nha mọi người. Ai mà hết rượu thì đây là thiên đường nha mọi người. Tìm đâu nữa, đây chứ đâu. Mì mì kìa mọi người. Ngày xưa có câu có thật mới giật đạo nên mình đã lấy một bịch cho mọi người. Vì mình có nuôi mèo mọi người nên mình hay vô bóc hồ để tia mấy bịch cát cho mèo để nó đái ỉ mọi người. Và đây là loại cát mà em mèo nhà mình dùng. Hi hi. Tiếp đến là khu mà
để trưng những cái như là nước giặt, nước tẩy, nước rửa chén, lau kính, xịt kính, rồi bột giặt, vân vân, nước lau sàn nữa mọi người. Khúc này mình vẫn đang đi dạo để tìm xem có cái gì rẻ để mà mua nữa không. Tới đây vẫn chưa có gì là mình muốn mua nha mọi người. Do mình đi nãy giờ mà mình vẫn không thấy có gì để mua mọi người, nên mình đã quyết định đi thẳng tới quầy vừa gọi. Mình đã mua thử một em này để xài. Và sau đó mình đi tới quầy dầu cá, mình đã chơi luôn 5 hộp không chần chừ. Giờ mình ra rồi thì trời cũng tối mọi người, nên rồi mình về nha. Bye bye mọi người. Ok, vlog cũng đã dài và trời cũng đã tối. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog tiếp theo. Hy vọng mọi người sẽ thích vlog này. Cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye! À quên nữa, nếu mọi người thích vlog này thì hãy like, share và subscribe nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.